Ngôi nhà này trong Huyền Không Phi Tinh gọi là Vượng Sơn Vượng Hướng. Diện tích 8.000 m², địa chỉ là 1808, có 8 căn phòng tượng trưng cho một việc, đó chính là cung khôn. Hậu đức tải vật. Âm dương căn biệt thự phải cân bằng. Chủ nhân căn biệt thự đã làm được điều đó. Xin chào tất cả quý vị và các bạn đang quay trở lại với kênh Khoa học Phong thủy cùng Master Kỳ. Và ngày hôm nay Mỹ Phương rất là vui khi được đồng hành với Master Kỳ đi tham quan tại khu biệt thự vườn tọa lạc tại thị trấn Long Điền, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Và ngay lúc này đây, thầy Kỳ sẽ chia sẻ cho tất cả chúng ta về chủ nhân của ngôi biệt thự đặc biệt này. Chúng ta đang đứng trước một căn biệt thự của chị Huỳnh Duyên. Đó chính là một người thân thiết và được xem như chị em. Người trong nhà thì gọi là Kỳ Tiên Sinh, một cái tên rất là thân quen. Mỗi chuyện trong gia đình đều gọi Kỳ tới đây để tham dự. Và hôm nay rất là vui khi được quay lại ngôi nhà này và giới thiệu những điểm nổi bật về phong thủy về ngôi nhà. Thầy Kỳ ơi, khi mà nghe thầy chia sẻ như vậy á, thì Mỹ Phương đang rất tò mò là không biết là mối nhân duyên nào có thể kết nối thầy Kỳ với chị Duyên để chúng ta có một buổi tham quan đặc biệt như hôm nay không ạ? Cách đây 10 năm thì chị Duyên đến với Kỳ Trà, có nghĩa là tại vì mình làm về trà, chị mới nói rằng chị có một căn biệt thự ở Bà Rịa như thế này và mời mình đến, và từ đó về sau trở thành người như trong gia đình. Qua câu chuyện thì Mỹ Phương thấy là thầy Kỳ rất là am hiểu về ngôi biệt thự này. Vậy thì thầy có thể chia sẻ về thế đất phong thủy của căn này được không ạ? Căn biệt thự này rất là đặc biệt thưa các bạn. Thì trong Huyền Không Phi Tinh gọi là Vượng Sơn Vượng Hướng. Sơn thì quản nhân đinh, thủy thì quản tài. Thì quản nhân đinh chính là con người được bình an trong ngôi nhà này. Tài chính là đem tới tài lộc và sự may mắn trong việc tiếp xúc với người bên ngoài. Nên do đó chúng ta sẽ thấy rằng ngôi biệt thự này phía trước sẽ có nước và được bố trí một hồ nước nhỏ. Căn biệt thự này có diện tích 8.000 m² và cái địa chỉ là 1808. Và trong đây có 8 căn phòng. Số 8 này nó tượng trưng cho một việc, đó chính là cung khôn. Nó tượng trưng cho sự bình an. Bởi vì đất thì rộng rãi và chứa đựng tất cả nên chúng ta có thể nghỉ dưỡng ở đây. Và trong dịch lý người ta hậu đất tải vật, là tạo ra sự đức độ khi ở căn biệt thự này. Thưa quý vị, khi mà nghe thầy Kỳ chia sẻ kỹ càng như vậy thì Mỹ Phương đang rất là háo hức muốn được gặp chị Duyên ngay lúc này. Và bây giờ thầy Kỳ có thể dẫn em vào tham quan sơ căn biệt thự và gặp chị Duyên được không ạ? Vâng, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tham quan căn biệt thự này. Thầy Kỳ ơi, em thấy là cái hướng đi vô căn biệt thự này rất là thoáng đãng và dễ chịu, thì không biết là điều này nó có ý nghĩa gì đặc biệt không ạ? Thường thường á, một cái căn biệt thự hoặc ngôi nhà mà người xưa người ta nói là minh đường rộng lớn để đón sinh khí, nên do đó đằng sau luôn luôn phía sân nó phải rộng rãi để đón những luồng năng lượng tích cực vào ngôi nhà của mình. Và em thấy là cái khuôn viên, cái lối đi vào có rất nhiều là cây sung, thì không biết là cây sung nhiều ở trong một căn biệt thự như thế này thì sẽ mang cái lợi ích gì cho gia chủ ạ? Cây sung á, nó tượng trưng một việc là sự sung túc, nên chúng ta vào ngày Tết chúng ta cầu vừa đủ xài, rồi thêm có chùm sung ở trên cái bàn thờ thì đó là ước mong. Nên do chủ nhân này muốn sao nhà của mình luôn sung túc, may mắn và hạnh phúc, nên do trong cái khu vườn này rất là nhiều cây sung. Dạ. Em thấy bên này có cây lộc vần nữa không? Cây lộc vần này chứ để là lộc đầy nhà của họ. Và có những cây si bên này tượng trưng như là sự thọ, trường thọ trong một ngôi nhà cho những người vào ngôi nhà này, bởi vì gọi là khu biệt thự nghỉ dưỡng. Thầy Kỳ ơi, cho em hỏi là ngoài cây sung này với cây lộc vần mà thầy có đề cập á, thì mình có nên trồng cây nào khác để mang lại nhiều lợi ích hơn cho gia chủ không ạ? Thật ra đối với một cái biệt thự nghỉ dưỡng như thế này, mini vậy, thì ngoài những cây hình tượng đó thì chúng ta có thể trồng cây xoài, cây mít, cây bưởi, cây vú sữa, và không ngoại trừ biệt thự này có. Bởi vì khi chúng ta đi làm việc mệt mỏi ở ngoài rồi, chúng ta quay về đây để chúng ta nghỉ ngơi, vợ chồng con gái cùng nhau ra đi hái trái cây đó, rồi họ trồng rau ở đây, họ cảm thấy khỏe mạnh hơn, họ thấy vui vẻ hơn. Và không những thế, chúng ta thấy rất là nhiều hoa trong vườn này, như hoa lan, thể hiện rằng chủ nhân ngôi nhà này rất là tinh tế trong mỹ thuật và rất là yêu cái đẹp, yêu thiên nhiên. Nên do đó là khi tới đây, không khí đây chúng ta cảm nhận ngay. Chúng ta không cần biết phong thủy là gì, nhưng mà chúng ta cảm thấy và trái tay tim chúng ta chạm được phong thủy, bởi vì chúng ta đang thư giãn.
họ đến đây họ cảm thấy hạnh phúc, đó chính là phong thủy đem đến điều đó. Chứ phong thủy không phải là kiếm được nhiều tiền, là phong thủy ước gì được nấy. Phong thủy không phải là cái mà có sức mạnh vô hình, nó chính là nghệ thuật sắp đặt người xưa. Và trong đó họ sắp đặt khu vườn này theo một trật tự phong thủy. Chào chị. Chào chị. Dạ, em giới thiệu với chị, đây chính là Mỹ Phương đi với em. Còn đây chính là chủ nhân xinh đẹp của căn biệt thự. Dạ. Chị Duyên. Dạ. Dạ, dạ. Mời hai em đi vào bên. Dạ. Thưa quý vị, điều ấn tượng mà Mỹ Phương khi bước vào căn biệt thự của chị Duyên thì choáng ngợp bởi sự sang trọng và quý phái, đặc biệt là gia chủ của chúng ta ngày hôm nay. Và thầy Kỳ thấy như thế nào về việc mà chị Duyên bố trí về cách sắp xếp nội thất trong nhà này ạ? Thật ra như các bạn cũng biết thì hình như là cảm thấy khắp nơi là màu vàng, cả chủ nhân cũng mặc áo màu vàng, ghế cũng màu vàng, đèn cũng ánh màu vàng. Vàng thuộc khí thổ, mà khí thổ chính là hành của vua. Bởi vì khí thổ dưỡng mộc, khí thổ hướng thủy, khí thổ chứa hỏa, khí thổ ẩn kim, nên khí thổ tượng trưng sự quyền lực, chính là nhà vua. Và khi chúng ta vào nơi này, chúng ta cảm thấy ấm cúng và quý phái là lẽ đương nhiên. Đây là một sự sắp đặt mà chủ nhân ngôi nhà này họ cảm giác như vậy và họ sắp đặt như thế thôi các bạn. Quả là một sự tinh tế phải không thầy? Dạ chị Duyên ơi, từ lúc mà em nghe anh Kỳ chia sẻ về căn biệt thự của mình á, thì em rất là ấn tượng với không gian ở nơi này. Và chị không biết là mình dành thời gian toàn bộ ở đây hay là mình chỉ để nghỉ ngơi thôi ạ? Chị hay xuống đây nghỉ ngơi ngày lễ hay là cuối tuần? Chị với các con chị hay tới đây. Chị Duyên ơi, em được biết là chị với lại thầy Kỳ rất là thân với nhau như anh em trong nhà luôn. Vậy thì khi mà mình xây dựng ngôi biệt thự này, thầy Kỳ góp ý cho mình một vài cái chi tiết phong thủy nào trong nhà? Có, thì có giúp cho chị nhiều thứ lắm. Dạ. Sở dĩ mà chị làm mấy cái này màu vàng là tại vì chị là mạng kim, thì Kỳ nó mạng kim sẽ hợp với cái thổ, mà thổ thì là màu vàng. Dạ. Thành ra chị hay nghiêng về màu vàng. Dạ. Thế còn ngoài sân vườn của mình thì thầy Kỳ đã tư vấn cho chị những việc bố trí như thế nào ạ? Ngoài sân vườn thì tí mấy em đi mấy em sẽ thấy nó có một cây cầu và một cái nhà lá ở giữa vườn để cho mình chơi đó. Dạ, em nghe chị nói em cũng rất là tò mò. Với một không gian ấm cúng như thế này á, thì chị thích nhất cái khoảng không nào trong ngôi nhà của mình ạ? Chị thích nhất là cái một tí chị mời mọi người ra chỗ cái bàn ghế mây, vì chị hay ngồi ăn cơm ở đằng sau nhà nè. Dạ. Bởi vì ngồi đó thì chị sẽ ngắm toàn khu vườn được. Dạ. Nó dễ chịu lắm. Dạ. Dạ. Và chị có chia sẻ với em là mình thường ghé đến căn biệt thự khi mà mình muốn thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn. Dạ. Vậy thì cái cảm giác của mình khi sống ở một căn biệt thự vườn mà nó có không gian xanh mát thoải mái như vậy, thì chị có thể chia sẻ một chút cảm giác của mình cho em và quý vị khán giả cùng nghe được không? Ở Sài Gòn nói chung sự ồn ào mấy em cũng biết rồi. Dạ. Về đây thì thấy nó bình yên hơn. Thưa quý vị, khi mà chúng ta có nhiều cái sự tấp nập và xô bồ trong cuộc sống thì việc chúng ta có một không gian để thư giãn và hít thở không khí trong lành của cây xanh cũng mang đến cho chúng ta một cái năng lượng thư thái. Về đây là coi như nạp năng lượng đó. Dạ vâng. Dạ. Thật ra 7 năm trước á, là anh có duyên với chị Duyên này, thì chị Duyên có mời về nhà để xem bố cục như thế nào và để chọn được cái nơi mà sắp xếp nó thích hợp. Thì anh vào đây anh thấy wow, đây là cái miếng đất mà ông trời đã tặng cho chị rồi. Bởi vì mọi thứ nó bố cục tương đối hoàn chỉnh, chỉ cần chỉnh lại chút xíu là hoàn thiện và mỹ mãn. Nên do đó khi anh vào cái phòng mình cảm thấy dễ chịu lập tức. Bởi vì đó chính là phong thủy. Chúng ta sẽ cảm nhận, chúng ta không thể nào mà chúng ta nói là phong thủy hình thù này hình thù kia được, mà chúng ta cảm nhận từ trái tim. Khi tới đây anh nghe vừa vào cái tự nhiên thấy cái Duyên rất là xinh đẹp, toát lên vẻ là quý phái, đúng không ạ? Bởi vì đó chính là sao? Năng lượng cục đất này, địa linh sinh nhân kiệt, vùng đất sinh con người, tạo nên những năng lượng mà người ta vào đó người ta trở nên trẻ lại. Ví dụ như là em sẽ thấy rằng tại sao các đạo sĩ người ta lên núi, người ta tu tập, bởi vì ta muốn bình an, yên tĩnh. Nên tự nhiên nhớ câu thơ của
Nguyễn Bình Khiêm. Ta dài ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn lao sao, thu ăn măng chút đông ăn giá, xuân tắm hồ sen hạ tắm ao. Chắc chị là nghĩ như vậy á. Bây giờ bắt đầu chị đi về một nơi gọi là yên tĩnh á, và tránh xa thị phi, tránh xa cái phố thị ồn ào đó, chị cảm thấy bình an đúng không? Đúng vậy. Và sau 7 năm em nhìn chị hoàn toàn khác, không giống ngày xưa nữa. Cái khuôn mặt chị phúc hậu, rất là phúc hậu luôn, và toát luôn vẻ gì nữa. Mình mãn nguyện với cuộc sống này. Đó chính là phong thủy đem lại. Nó vô hình nhưng có thật. Bạn bè chị ai tới đây cũng thích hết. Ai tới đây cũng ở đây một ngày một đêm. Ai cũng nói là ăn ngon ngủ ngon. Cái chỗ chị nói chị ngồi, chị nhìn ra chị cảm thấy hết khu vườn á. Em cũng tới đó rồi à, em cảm thấy rất là dễ chịu à. Và ở đó tạo năng lượng, năng lượng trời, đất, thiên, địa tương hợp. Dạ. Trong thiết tâm là con người là nhân nằm ở giữa, bị chi phối các nguồn năng lượng đó. Kỳ ơi, em mời con đây đi một con một nha. Vâng, được rồi chị, để em lo. Dạ. Thầy Kỳ ơi, em thấy là ở các ngôi biệt thự thì người ta rất chú trọng về việc số ghế trên một bàn ăn, và đặc biệt là vị trí ngồi của gia chủ, thì không biết là điều này có ảnh hưởng đến phong thủy không ạ? Thật ra em sẽ thấy một điều rất là kỳ diệu ở ngôi nhà này. Em thử đếm số ghế này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 cây ghế. Rồi em thấy là diện tích của miếng đất này là 8.000 mét vuông và chưa hết nữa. Ở đây có 8 căn phòng. Địa chỉ ở đây là 1808. Khi chúng ta tối giản, 1 cộng 8 là 9, 9 cộng 8 17, 1 cộng 7 cũng bằng 8, số 8. Có nghĩa là số 8 nó tượng trưng cho cung khôn, là nghỉ ngơi, là yên tĩnh. Trong dịch lý người ta nói đây chính là sự bình an. Dạ. Khi chúng ta tới đây chúng ta cảm thấy rất là dễ chịu. Và em cũng nhìn thấy màu sắc này cũng khá đặc biệt. Chúng ta sẽ cảm thấy rất ấm cúng. Ánh đèn vàng đây làm chúng ta cảm thấy là như được nghỉ ngơi vậy đó. Bởi vì màu vàng chính là khí thổ, mà khí thổ thì chứa tất cả các năng lượng ngũ hành khác. Nó có thể ẩn hỏa, chứa kim, dưỡng mộc và hướng thủy. Dạ. Nên nó hành trung tâm, dạ, tượng trưng cho vua. Và em thấy là ở khu vực bàn ăn có thể nói là nơi mà cả gia đình sum họp lại nhiều nhất. Vậy thì mình sẽ chọn màu sắc như thế nào để có chất lượng bữa ăn tốt ạ? Thật ra ở trong một cái căn biệt thự thì có 3 nơi quan trọng nhất. Đó chính là cửa ra vào, thứ hai là bếp và phòng ăn như thế này, thứ ba chính là phòng ngủ. Và hôm nay chúng ta tới phòng ăn như thế này, em thấy 8 cái ghế đây. Dạ. Tượng trưng cho sao sự bình an. Đầu tiên là tâm tưởng sự thành. Người chủ nhân luôn luôn muốn rằng sự bình an cho gia đạo của mình, nên bố trí 8 cái ghế này. Chưa biết rằng phong thủy có được hay không, nhưng mà cái tâm của người chủ đã hướng tới việc đó. Chúng ta ăn cơm ở đây bởi vì nơi đây tạo ra sức khỏe cho cả gia đình, bởi vì tạo ra nguồn lương thực. Chúng ta ăn cơm đây, quay quần đây, rồi có một ánh đèn, chúng ta cảm thấy dễ chịu. Các em thử đếm ra trên này, cái đèn có mấy cái đèn ta? Đếm thử đó, đếm thử đó. Để em đếm thử nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cái này đèn thì nó dư ra một số rồi thầy. Là mấy cái? Là số 9 ạ. À, số 9. Em biết tại sao phải số 9 không? Bởi vì số 9 chính là Thái Dương. Mà số 9 á, trong bát quái người ta tượng trưng cho cung ly. Số 8 tượng trưng cho cung khôn. Ly với khôn á, người ta gọi là sao? Hỏa địa tấn. Hỏa địa tấn là long kiến tượng trình trí tượng, tượng rồng hiện điềm lành. Thông tin của thầy đưa ra rất là hay và là thú vị. Và cái mà em đang muốn hỏi thầy ngay lập tức khi mà em quan sát cái không gian bếp này, đó là cầu thang thầy ạ. Cái cầu thang là nơi mà gia chủ khi thiết kế nhà cực kỳ quan tâm luôn. Thì thầy có thể giải thích một vài cái ý nghĩa của việc bố trí cầu thang của căn biệt thự này được không? Thật ra đối với một căn biệt thự hoặc căn nhà thì cầu thang hợp với lại không gian đó. Ví dụ như ở biệt thự này, nếu như không lầm thì số bước ở đây bậc cầu thang sẽ là số lẻ. Dạ. Bởi vì số lẻ chính là dương, và hoạt động nó chính là hoạt động dương. Khi chúng ta bước là hoạt động dương, nên do đó tượng trưng cho sự sống, tượng trưng cho sự hoạt động. Và theo quan điểm thì chắc chắn cái tòa nhà nếu chúng ta bước lên đây, cái bước cuối cùng của cầu thang này sẽ là chữ sinh. Bởi vì sinh lão bệnh tử, sinh lão bệnh tử, sinh lão bệnh tử, và chữ sinh là cuối cùng. Không lầm thì ngày xưa khi làm phong thủy ngôi nhà này thì số bước chân là 21 bước.
đơn cuối cùng đó là chữ sinh. Dạ vâng, cảm ơn những chia sẻ rất là bổ ích của thầy ạ. Có một điều em cũng khá là ấn tượng đó là thiết kế của căn nhà này rất là trang nhã và dễ chịu. Vậy thì không biết là cái sự nhẹ nhàng như thế này thì có ảnh hưởng đến vị thế của gia chủ không ạ? Thật ra cách trang trí đây là chúng ta đang cảm nhận phong thủy. Phong thủy chúng ta không có chạm được mà chúng ta cảm nhận thôi. Phong thủy chính là thông thoáng, tiện dụng và thẩm mỹ. Ở đây bố trí đúng với kiểu cách phong thủy, nhà cao cửa rộng, cửa ngoài rất là rộng, khi đi vào đón năng lượng tích cực. Rồi khi chúng ta vào đây thì mọi thứ nó bố trí theo một trật tự riêng của nó. Người ta dùng là kỹ thuật phong thủy, người ta tính toán. Và màu sắc ở đây, ví dụ màu vàng ở đây tượng trưng ấm cúng. Rồi tất cả những cái đường cong ở đây, sinh khí thì đi cong, sát khí thì đi thẳng. Nên những họa tiết và những đường cong trong ngôi nhà này người ta cảm thấy là dễ chịu. Em sẽ thấy rằng ở các khách sạn lớn như là Sheraton hay là Caravelle, các cột nó tròn không à. Kiến trúc Nam Bộ hay kiến trúc Bắc Bộ, nhà ba gian, nhà rường thì đều là cột tròn hết. Bởi vì cột tròn tượng trưng cho sinh khí và nhà này họ bố trí những cái đường cong như thế này. Vậy thầy cho em hỏi là yếu tố phong thủy nó phối hợp như thế nào tới toàn bộ căn biệt thự này ạ? Thực ra phong thủy dựa trên một thuyết là thuyết tam tài thiên địa nhân. Thiên là cái chúng ta không quyết định được, mà vô tình định mệnh người chủ gia chủ này chọn được cuộc đất này. Địa mệnh là gì? Là chúng ta bố cục phong thủy, nhưng mệnh này là người ở trong đây họ phải thích nghi với những cái khoảng không này, và họ bố trí phong thủy đúng với kích thước, đúng với kiểu cách. Bạn thì không thấy thoải mái, nhưng đối với cô ấy thì thoải mái. Bởi vì họ làm cho họ, màu sắc họ chọn. Ví dụ ở đây em sẽ thấy màu vàng không? Bởi vì tượng trưng sự quý phái. Và chủ nhân ở đây em sẽ thấy rất là quý phái, nhẹ nhàng trong lời nói và cử chỉ. Còn những người khác, ví dụ như họa sĩ đi, em sẽ thấy màu sắc rất nhiều trong căn nhà. Những người khác thì có thể là màu rất là sậm, màu tối, bởi vì mỗi người mỗi khác. Nhưng đối với họ là phong thủy, họ thích ứng trong cái nghề nghiệp của họ. Còn đây là nơi nghỉ dưỡng như thế này gọi là thích hợp. Chúng ta vào chúng ta cảm nhận được các năng lực vô hình. Giống như nãy giờ em vào em thấy là sao dễ chịu quá, sao mà thấy thoải mái quá, sao mà thấy nó đẹp quá, nó quý phái quá. Bởi vì sao? Đó chính là cảm nhận phong thủy của em. Dạ, em cảm ơn thầy. Cái chòi này nó nằm ở giữa trung tâm của miếng đất này, nó như là trái tim. Buổi sáng thì chúng ta có những bàn trà nhỏ để chúng ta thưởng thức, để chúng ta quên đi sự mệt mỏi hàng ngày. Ở đâu có thủy, nơi đó có sự sống và nơi đó có tài lộc. Sáng thì chúng ta có những bàn trà nhỏ để chúng ta thưởng thức, để chúng ta quên đi sự mệt mỏi hàng ngày. Chòi này hình chớp nhọn thuộc khí hỏa, tượng trưng cho tình yêu, sự ấm áp và sự lan tỏa. Ở đâu có thủy, nơi đó có sự sống. Chào thầy Kỳ ơi, khi mà mình đi dạo từ cổng chính vô trong khoảng sân này thì em thấy có một điều đặc biệt là khoảng sân của căn biệt thự này rất là rộng và nó cũng có cái cách thiết kế rất là đặc biệt. Thì không biết là nó mang ý nghĩa như thế nào cho căn biệt thự đây ạ? Em biết không, trong phong thủy á, thì sân á, người ta gọi là minh đường, tức là vào của minh đường rộng lớn để chi? Để chứa khí. Khí đi vào thì nó tụ trong đây, nó làm cho con người ta cảm thấy dễ chịu, đem tới các nguồn năng lực tích cực cho những người sống trong ngôi biệt thự này. Và không phải là họ muốn minh đường như thế nào cũng được. Và đây là có sự tính toán rất là đặc biệt dành cho ngôi nhà này. Nên do đó là minh đường nó phải rộng như thế này thì mới thích hợp đối với cái biệt thự vườn như vậy. Dạo một vòng xung quanh khu biệt thự này thì em thấy là có rất nhiều hồ nước thời kỳ ạ.
Vậy thì không biết là yếu tố phong thủy có ảnh hưởng như thế nào trong phong thủy không thầy? Thì trong phong thủy người ta gọi là sơn quản nhân đinh, thủy quản tài. Thủy chính là đem tới tài. Ở đâu có thủy, nơi đó có sự sống và nơi đó có tài lộc. Và các bạn nhìn thấy ở đây những cái con suối, sông, hồ đây, họ làm công thế này bởi vì sao? Sinh khí thì đi công, sát khí thì đi thẳng. Một dòng suối mà uốn lượn thì ta gọi là suối rất đẹp. Nhưng nếu mà dòng suối chạy thẳng nha, hay những con sông chạy thẳng nha, thì nó không có đẹp chút nào, nó không có nên thơ. Ở trong ngôi nhà này, những nơi đặt nước đây người ta gọi là linh thần. Linh thần á là động, là nơi mà sự dịch chuyển để đem tới tài lộc và sự may mắn cho gia chủ. Vậy còn trong ngũ hành thủy đóng vai trò như thế nào ạ? Trong ngũ hành thủy á, thì tượng trưng trong ngũ đức, tượng trưng cho trí tuệ. Bởi thủy không hình dạng, ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, thiên biến vạn hóa. Trong cơ thể chúng ta, thủy tượng trưng thận và lỗ tai. Nên do đó là khi chúng ta đi như thế này, chúng ta vận động nhiều, chúng ta mệt mỏi, chúng ta vào một ngôi nhà, chúng ta cảm thấy không khí mát lạnh, nghe cái dòng nhạc êm êm, và chúng ta uống một ly nước và chúng ta cảm thấy dễ chịu. Bởi vì khi vận động gì là hỏa đang vượng, vào đó thủy khắc hỏa là chúng ta dịu lại, chúng ta cảm thấy dễ chịu. Do đó khi chúng ta nhìn thấy hồ nước như thế này, chúng ta cảm thấy dễ chịu. Vậy thì có phải là tất cả căn biệt thự đều cũng phải có hồ nước không ạ? Phần lớn thì các căn biệt thự nên có hồ nước ở bên trong đó. Vị trí đông nam, vị trí hướng đông, vị trí tây nam và vị trí hướng bắc. Thì những vị trí đó trong phong thủy á, người ta gọi là linh thần. Nên đặt nước thì sẽ chiêu tài được. Chiêu tài là gì? Là khi chúng ta nhìn thấy, chúng ta cảm thấy chúng ta dễ chịu, chúng ta sẽ có những sự sáng tạo trong việc chúng ta giải quyết được những cái việc khó khăn, đem tới sự may mắn trong công việc và tài lộc chúng ta. Nếu như mà có hồ nước không thôi á, thì chưa đủ phải không ạ? Vậy thì không biết là mình có cái yêu cầu nào như là thả cá này, hay là trồng cây thủy sinh ở dưới nước, hoặc là có một cái kích cỡ phù hợp với lại cái căn đó hay sao ạ? Nếu mà nói về cá thì thường thường hiện giờ người ta nuôi cá koi. Thứ nhất là về vẻ mỹ quan thì cá koi rất là đẹp. Người ta gọi là như là pet, là thú cưng. Chúng ta có thể chơi đùa với cá. Và chúng ta nên nhớ rằng cá nên nuôi con số lẻ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Kích cỡ hồ cũng vậy, nên có con số lẻ. Ví dụ nó lỡ là 18 thì 18,1 mét. Bởi vì sao? Bởi vì số lẻ tượng trưng cho số dương là sự động. Ở đâu có số dương á, thì ở đó là sự sống. Mà ở đây đó, chúng ta đang kích hoạt những năng lượng sống để chúng ta sau những giờ làm việc mệt mỏi, chúng ta thư giãn khi nhìn thấy bờ hồ này. Từ khi bước vào cái khu sân vườn này thì em có để ý rất là kỹ là vườn cây ăn trái này. Vậy thì thầy có biết được là trong khu vườn này có bao nhiêu loại cây ăn trái không ạ? Thật ra mình rất là rõ về cái khu biệt thự vườn này. Bởi vì sao? Bởi vì mình thiết kế phong thủy cho ngôi vườn này. Thì ở đây có rất là nhiều cây ăn trái, trong đó cây xoài nè, cây mận nè, cây mít nè, vú sữa nè, và một vườn rau. Thật ra người ta nói là trồng cây phát tài hay là cây lưỡi hổ vân vân theo phong thủy, nhưng đối với tôi thì nên trồng những cây ăn trái bởi vì nó gần gũi, nó mộc mạc, bởi vì nó là cây bản địa của địa phương. Và khi chúng ta đến với những cây này, gia đình con cái cùng nhau đi hái trái cây rồi cùng nhau chăm sóc cái cây thì chúng ta cảm thấy tình thương trong đó, chúng ta cảm thấy dễ chịu và hòa trong cái nguồn năng lượng tự nhiên như vậy nè. Và khi chúng ta yêu thương cái cây này thì cái cây nó sẽ yêu thương lại chúng ta. Mà đặc biệt cái cây đó thuộc khí mộc. Mà mộc thì tượng trưng cho đạo đức, lòng từ bi và con người. Bởi vì trong ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ thì chỉ có mộc với sự sống thôi. Và chúng ta đi vào vườn này, chúng ta hòa với sự sống, chúng ta hòa với tự nhiên, chúng ta cảm thấy dễ chịu. Vậy thì có loại cây nào mình nên tránh, không nên trồng không ạ? Phần lớn chúng ta sẽ thấy một số vườn Nhật chúng ta trồng những cái cây thì nó rất là khô, như cây sương rồng chẳng hạn, thì theo tôi thì không có nên lắm trong khu biệt thự vườn. Bởi vì những cây nào có gốc cạnh nhọn thì không nên. Gốc cạnh nhọn người ta gọi là sát khí. Hay chúng ta vô tình chúng ta đi, chúng ta va quẹt thì có thể chảy máu thì không có nên. Nên do đó là sao? Nên trồng những cây đem tới nguồn năng lượng tích cực mà tôi vừa nói rồi đó, chẳng hạn như là cây bưởi, cái mảng cầu mà chúng ta vào dịp Tết hay nói là cầu vừa đủ xài, nó đem tới sự viên mãn.
Như lúc nãy thầy có chia sẻ thì thầy có đề cập đến việc là thiết kế vườn kiểu Nhật, và bên cạnh đó còn có thiết kế theo kiểu phương Đông và phương Tây. Và rất nhiều người còn rất cầu kỳ trong việc là chọn cây cho thiết kế vườn của mình. Vậy thì cây bản địa của người Việt Nam có ảnh hưởng như thế nào đến yếu tố phong thủy không ạ? Thật ra phong thủy chính là sự hài hòa giữa con người với tự nhiên. Và chúng ta nên nhớ một điều này, một từ rất đơn giản là thông thoáng, tiện dụng và thẩm mỹ. Ngôi vườn chúng ta thẩm mỹ so với ngôi nhà chúng ta, bởi vì nhà chúng ta xây kiểu Nhật thì nên vườn Nhật, nhà chúng ta xây kiểu Hàn Quốc thì nên vườn Hàn Quốc, và nhà chúng ta xây theo kiểu Trung Quốc thì chúng ta làm cái vườn của Trung Quốc. Nên do đó phải thích hợp. Thầy ơi, vậy thì một sân vườn như thế này, ngoài việc tạo ra một không gian để cân bằng năng lượng, thì nó còn có ý nghĩa như thế nào đến sinh hoạt chính của gia chủ ạ? Sau khi chúng ta đi làm về, chúng ta cảm thấy rất là mệt mỏi, thì ngôi vườn này chính là nơi mà chúng ta lấy lại năng lượng. Những năng lượng tiêu cực sẽ được hóa giải hoàn toàn, và chúng ta tiếp thu những nguồn năng lượng tích cực. Bởi vì khu vườn chính là sự sống. Và đặc biệt trong cái đại dịch này thì lá phổi chúng ta cần một nguồn sinh khí, một nguồn năng lượng rất là lớn. Chúng ta cần một không gian nghỉ ngơi và năng lượng tích cực từ những khoảng sân vườn như thế này. Quý vị có thấy là khu biệt thự này rất là rộng không ạ? Kể từ khu cổng chính cho đến khu vực hồ và sân vườn nữa. Và đặc biệt ngay lúc này Mỹ Phương và Thầy Kỳ đang đứng tại khu nhà chòi có thiết kế vô cùng đặc biệt. Vậy với cách thiết kế của căn nhà chòi này thì nó mang ý nghĩa phong thủy gì hả thầy? Như mọi người cũng thấy là cái chòi này nó hình chóp nhọn. Thì hình chóp nhọn thuộc khí hỏa, mà khí hỏa thì tượng trưng cho tình yêu, sự ấm áp và sự lan tỏa. Thì ở đây cái chòi này nó nằm ở giữa trung tâm của miếng đất này, nó như là trái tim, mà trái tim cũng thuộc khí hỏa nằm ở giữa. Thì nơi đây là nơi mà mọi người ra đây để họ chơi với nhau, họ sinh hoạt với nhau. Thiết kế của cái chòi này nó bằng mộc, có nghĩa là nó bằng lá, bằng mây tre, thì nó chính là mộc, mà mộc lại sinh hỏa nên năng lượng hỏa nó rất là mạnh mẽ, thể hiện được chủ nhân ngôi nhà này là có một trái tim, một tình yêu đối với gia đình mình rất là lớn. Dạ vâng, vậy thì nếu như mà chúng ta không có đủ điều kiện để cất một căn chòi có thiết kế chỉnh chu, chu đáo như thế này, vậy thì chúng ta phải làm như thế nào để có thể thiết kế được một khu thư giãn tại nhà mình mà cũng hợp phong thủy với gia chủ ạ? Thật ra đối với những ngôi nhà nhỏ, chúng ta không có sân vườn rộng như thế này, chúng ta không có hồ như thế này, chúng ta không có miếng đất khoảng gần 8.000 mét vuông như vậy, thì chúng ta bố trí đèn các bạn ạ. Đèn cũng thuộc khí hỏa, có nghĩa là khi mà ánh đèn đó thì chúng ta sẽ cảm thấy ấm áp. Và mọi người ngồi dưới ánh đèn đó cùng nhau uống trà hoặc cùng nhau nói chuyện với nhau thì năng lượng hỏa sẽ tăng lên và ngôi nhà đó tràn ngập tình yêu. Thưa quý vị, với một không gian thoải mái và xanh ngát như thế này thì vô cùng tuyệt vời khi được ngồi đây và trò chuyện với thầy Kỳ về khoa học phong thủy. Thầy Kỳ ơi, không biết là với không gian của căn biệt thự như thế này thì được liệt kê vào loại biệt thự nghỉ dưỡng hay chưa ạ? Em cũng thấy rằng cái không gian này em vô em cảm nhận thế nào, nó dễ chịu không? Thì đó chính là phong thủy đó. Tiêu chuẩn một cái biệt thự mini mà sân vườn nghỉ dưỡng như thế này là rất tuyệt vời. Bởi vì các bạn cũng thấy rằng nghỉ dưỡng là nó để nghỉ ngơi và dưỡng sức sau một thời gian làm việc quá mệt mỏi đi. Và chúng ta thấy rằng tòa nhà này, cái sân vườn này, cái biệt thự này nó rất là riêng biệt, nó cách xa đường, mang tính chất là riêng tư. Thứ nhất, cái thứ hai là chúng ta sẽ cảm thấy chúng ta dễ chịu khi vào đây, nó mang tính chất là dưỡng. Có nghĩa là chúng ta làm việc mệt mỏi, chúng ta vào đây chúng ta nghỉ ngơi, chúng ta dưỡng sức sau một khoảng thời gian mệt mỏi đối với công việc. Và chúng ta sẽ thấy rằng ở đây có ao, hồ, sân, vườn, cây, cỏ, hài hòa giữa con người với tự nhiên. Và khi mà em vào đây em cảm nhận rằng em dễ chịu thì đó chính là nơi nghỉ dưỡng. Chứ không phải là chúng ta xây lên chúng ta thấy có nghỉ dưỡng được hay không. Thật ra đây chính là sự cảm nhận. Và theo em được biết thì người ta hay nói là các khu nghỉ dưỡng sẽ là ven biển, ven sông hoặc là ven rừng. Vậy thì có phải là cứ là ven vùng sông, biển và rừng thì mới là khu nghỉ dưỡng không thầy? Rất là đúng các bạn ạ. Bởi vì sao? Khi mà ven biển á, thì chúng ta lấy được cái năng lượng thủy
năng lượng làm chúng ta cảm thấy êm dịu, dễ chịu. Trong ngũ hành chỉ có thủy mới sinh mộc thôi, mà mộc chính là con người. Nên do đó khi chúng ta nghe tiếng sóng biển rì rào, biển thoáng rộng bao la, tầm nhìn chúng ta xa ơi là xa, thì chúng ta cảm thấy sự tự do trong tinh thần cũng như là trong con người mình. Chúng ta cảm thấy dễ chịu, chúng ta tiếp được năng lượng từ thiên nhiên. Rồi khi chúng ta chọn một căn nhà nơi nghỉ dưỡng ở ven rừng chính là mộc, mà mộc tượng trưng sự sống, tượng trưng con người. Khi chúng ta tới đó là chúng ta được tiếp một năng lượng trong phong thủy, người ta gọi là vượng. Vượng có nghĩa là năng lượng nó trùng với năng lượng chúng ta và giúp chúng ta khỏe hơn, chúng ta cảm thấy chúng ta dễ chịu hơn, và chúng ta là một tiểu vũ trụ, xung quanh là đại vũ trụ, và chúng ta hòa hợp với đó, gọi là thiên nhân hợp nhất, con người hợp với thiên nhiên, và chúng ta sẽ khỏe hơn, mạnh mẽ hơn sau thời gian chống chọi với lại suy nghĩ quá nhiều về những việc làm, về tiền bạc, về sự giận dữ, về sự đau khổ. Và khi chúng ta nghỉ dưỡng vậy đó, ở ven rừng, núi hay là ven biển, thì chúng ta tái tạo năng lượng mà chúng ta đã mất đi. Thầy ơi, vậy là với những khu biệt thự nghỉ dưỡng như thế này thì yếu tố hướng không còn quan trọng nữa, mà tập trung vào yếu tố thế, phải không thầy? Trong cuốn Bát Cạch Minh Kính, người ta nói nhất vị nhị hướng. Vị chính là location, là vị trí. Vị trí rất là quan trọng, bởi vì vị trí nó ảnh hưởng tới con người. Con người ta vào khu vực đó, người ta sinh sống thì ta sẽ bị ảnh hưởng ở khu vực đó. Hướng nó tốt cách mấy nhưng cái khu vực đó xấu thì không thể nào nó tốt được. Ví dụ như một cái khu vực đó nằm cạnh bãi rác, có đẹp cách mấy, hướng có đẹp cách mấy thì nó cũng xấu. Bởi vì khoa học phong thủy đó chính là môi trường sống của con người, là nghiên cứu về dòng chảy của khí ảnh hưởng con người sống trong môi trường đó. Nên vị trí rất là quan trọng. Nghỉ dưỡng phần lớn là gần biển, gần núi rừng sẽ rất là tốt. Vậy thì quan điểm của thầy như thế nào là một khu nghỉ dưỡng đúng nghĩa để hợp với lại phong thủy và sinh hoạt văn hóa ở đâu ạ? Đối với tôi là một nhà nghiên cứu về phong thủy, thì một khu nghỉ dưỡng thì nên trên đồi núi, rừng hoặc là ở gần cạnh biển. Và ở bên trong đó, chúng ta buổi sáng thì chúng ta có những bàn trà nhỏ để chúng ta thưởng thức, để chúng ta quên đi sự mệt mỏi hàng ngày. Và không những thế thì có cái sân rộng rãi để chúng ta đi dạo, và chúng ta có thể ngồi thiền để chúng ta hít thở không khí trong lành. Các hoạt động đó đem tới một thân tâm an lạc và bình an. Và khi đó chúng ta uống trà, chúng ta cầm chén trà trong tay này, chúng ta cảm thấy dễ chịu. Tôi nhớ tới câu thơ của thiền sư Thích Nhất Hạnh: chén trà trong hai tay, chánh niệm nâng tròn đầy, thân và tâm an trú bây giờ và nơi đây. Bây giờ chúng ta cùng nhau uống trà nha em. Nghỉ dưỡng thì chúng ta phải uống trà, chúng ta thư giãn. Trà này là hồng trà cổ thụ, cây trà hàng trăm năm. Đây là chính là đất trời nó nằm bên trong đây. Khi chúng ta uống trà, chúng ta trở về bản thân chúng ta. Bây giờ ta lại là ta, với trăng, với gió, với trà, với thơ. Thấy trà mà ngâm thơ là quá tuyệt phải không thầy? Uống trà chúng ta đang lắng động lại để chúng ta nghe được nhịp đập của không gian và thời gian. Chúng ta hiểu được chúng ta đang cần cái gì. Qua câu chuyện của thầy Kỳ chia sẻ về căn biệt thự của chị Duyên thì có thể thấy là không gian sống không chỉ phụ thuộc vào yếu tố cân bằng ngũ hành. Dù có biến tấu như thế nào, việc đặt con người vào trung tâm để mang lại cảm giác thoải mái nhất vẫn là quan trọng, mà không theo bất cứ nguyên lý nào. Thật đúng như vậy, yếu tố trung tâm của biệt thự này chính là nhân khí trong thuyết Tam Tài Thiên Địa Nhân. Nhân khí vô cùng quan trọng. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau quay lại phòng khách của chị Duyên. Mỹ Phương ơi, nãy giờ em đi một vòng chưa? Dạ, em đã được thầy Kỳ dắt đi hết toàn bộ cái khuôn viên của căn biệt thự của mình rồi ạ. Em thấy sao nè?
Em cảm thấy là vô cùng thoải mái và vô cùng tuyệt vời luôn khi mà được thầy Kỳ chia sẻ từng ngõ ngách trong căn biệt thự này, cũng như là việc bố trí sân vườn này, ao hồ và mái chòi của căn biệt thự của mình. Dạ, em rất cảm ơn chị đã tạo điều kiện cho em cùng với lại thầy Kỳ tham quan ngôi biệt thự của mình. Và ngày hôm nay thì em muốn đại diện chương trình gửi đến chị một món quà. Đây là món quà của chương trình. Món quà là khá đặc biệt, đó chính là hồng trà cổ thụ. Bởi vì nhà mình là thuộc khí hỏa rồi, tượng trưng tình yêu, thể hiện chị là một người chủ nhân ngôi nhà này với tình cảm rất là lớn đối với lại con cái, đối với gia đình, với mọi người xung quanh. Và khuôn mặt chị thể hiện điều đó, nên em nghĩ là em chọn món quà hồng trà thuộc khí hỏa, mà trà cổ thụ lâu năm nữa, hàng trăm năm, nó quý ở đây là cái tình chứ không phải là giá trị. Thay mặt chương trình tặng cho chị. Tụi em cũng vậy chị. Thưa quý vị, vậy là chuyến tham quan ngôi biệt thự vườn của chị Duyên Huỳnh ngày hôm nay đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin được hẹn quý vị ở tập lần sau tại kênh Khoa học Phong thủy cùng Master Kỳ. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Chào mọi người.